Namo Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 6, tập đế học Phạn ngữ, chia động từ theo ba ngôi, sẽ do Ngài Tiểu Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo nam mô bích tha giá con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ còn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 6 kinh văn tập đế học Phạn ngữ chia động từ theo ba ngôi sẽ được Ngài Tuệ Siêu giảng giải. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu từ bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay là ngày chúng ta học Pali. Và hôm nay bài học của chúng ta là trích đoạn cái pháp tập đế. Còn về văn phạm thì chúng ta học vào
chia về động từ. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng tôi có vài ý kiến ở trong chương trình học. Kính thượng tọa Giác Đẳng lưu ý, cái chương trình học của chúng ta nếu mà học như thế này thì khó để Phật tử học viên học về tiếng Pali, là bởi vì cái một phân phạm thì chúng ta học một đường, mà bài học của chúng ta là một nẻo. Nếu mà phân tích về từ vựng ở trong bài học ngày hôm nay thì hoàn toàn chúng ta không có ứng dụng được với văn phạm mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Thí dụ như ngày hôm nay chúng ta học về cách chia động từ theo thì hiện tại tiến hành cách ở trong tiếng Bali ở ba ngôi. Nhưng mà trong bài học của chúng ta thì hoàn toàn không có một tiếng động từ nào hết. Bởi vì trong cái bài học này, Đức Phật Ngài chỉ dùng đến những cái danh từ và những cái hợp thể danh từ. Và nó chỉ đơn giản là danh từ đơn và danh từ hợp thể và có tỉnh từ, chỉ vậy thôi, chứ không có một cái tiếng động từ nào để chúng ta có thể đem áp dụng cái bài học văn phạm ở trong. Vì vậy cho nên chúng tôi xin đề nghị một là chúng ta xem xét cái bài học của chúng ta từ ở đó chúng ta trích dẫn những cái văn phạm, những văn phạm được áp dụng ngay cái bài đó. Thứ hai là nếu mà chúng ta soạn cái giáo trình văn phạm, học từng bài, thí dụ như hôm nay chúng ta học từ thì hiện tại tiến hành cách, thì chúng ta sẽ trích đoạn bất cứ bài kinh nào, đoạn kinh nào mà trong đó có sử dụng động từ thì hiện tại tiến hành cách với những cái chủ ngữ ở trong câu. Thì như vậy chúng ta sẽ, thí dụ như chúng ta trích đoạn cái toàn lực trích đoạn cái câu mà Đức Phật đã nói rằng
Chetana hang phích thủ vệ cầm măng và đam mít. Thì ở đây Chetana là một danh từ. Khi mà đứng ghép với ahang thì nó hợp thể là Chetana hang. Ahang là đại từ ngôi thứ nhất, là tôi, là ta. Thì Kammangvadami, động từ thông thường ngôi thứ ba số ít là Vadati, mà vì chủ ngữ là Ahang, đại từ, đại danh từ, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất số ít, do đó cho nên Vadati được chia thành quá đà mí. Một câu đó là chúng ta ứng dụng được, chúng ta chứng minh được cái văn phạm trong cái buổi học hôm nay. Còn khi mà bài học một đường, văn phạm một nẻo thì chúng tôi không biết là chúng tôi phải trình bày cái nào. Đây là điều mà chúng ta học lâu dài, là chúng ta phải ứng dụng luôn luôn. Học văn phạm giống như học lý thuyết, và khi mà chúng ta trích dịch giống như là chúng ta thực hiện. Học bất cứ ngôn ngữ nào như ngôn ngữ tiếng Anh chẳng hạn, chúng ta cũng học vậy. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ và thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng lưu ý. Và bây giờ thấy Thượng Tọa đưa tay, xin thỉnh Thượng Tọa có ý kiến. Nam mô Bụt Thầy Giáo, kính bạch thờ, kính đại lễ Thượng Tọa Thượng Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, xin chào thưa quý Phật tử. Bạch Sư Huynh, thật ra thì khoảng chừng 25 bài học đầu tiên của giáo trình này thì chúng ta vẫn chưa có đi vào văn phạm chính thức. Và thật sự cái mục đích của 25 bài học đầu tiên của chúng ta đó là chỉ là cho Phật tử có một cái khái niệm. Và khái niệm ví dụ như thực rồi chúng ta có học một vài điểm về phát âm, từ nay chúng ta học về phát âm. Từ rồi chúng ta học hai cách ở trong tám cách chia danh từ. Từ này chúng ta học đại lược về về động từ, chia động từ. Nhưng mà thật ra thì cái này chỉ là khái niệm thôi. Và chúng ta không có cái mục đích là làm sao mà để có cái sự xích sao giữa kinh văn và văn phạm. Và bởi vì nếu mà mình có một cái giáo trình về văn phạm đó, thì thật ra nói thẳng ra là mình không có ở đây chưa có trình độ để mình đem văn phạm vào trong kinh văn được. Và kinh văn quá nhiều để cho văn phạm đi. Thật ra thì Thượng Tọa hoan nghĩ là trong thời gian khoảng 25 bài học đầu tiên đó, là tất cả gì mà chúng ta nói là khái niệm. Và ví dụ như hôm nay chúng ta cho quý vị biết khái niệm là động từ chia theo ngôi, chia số ít số nhiều, mình giảng riêng, và không nhất thiết là nó phải xích sao, nó phải liên lạc với phần kinh văn. Và sau 25 bài học đầu tiên mà Phật tử có cái khái niệm chung chung rồi đó, thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ có cái bản chi tiết. Và bản chi tiết đó nó sẽ gắn liền với kinh văn. Là từ đó thì tại vì điều mà mình muốn là mình muốn cho quý Phật tử học chậm, học ít, để quý vị có thể có cái khái niệm. Còn nếu một ngày mà các vị học nhiều quá thì thật ra các vị sẽ rối rồi. Và do vậy bây giờ thì thời gian đầu Thánh Sư Minh Hoàng Hỷ Sư Minh chỉ giảng về kinh văn, phân tích từ vựng. Quý vị nghe được bao nhiêu thì nghe. Nhưng mà mỗi một ngày thì chúng ta mớm cho quý vị một ít cái khái niệm về văn phạm. Và đó là cách mà chúng ta cho đến ngày hôm nay. Và xin và trình Thượng Tọa, nếu mà Thượng Tọa thực sự muốn soạn trở lại thì cũng soạn được. Nhưng mà phải nói một điều rằng khi mà mình soạn giữa, nó có sự liên lạc giữa kinh và văn phạm đó, thì có lẽ là nó phải mất một thời gian dài. Tại vì
mới vào thì chúng ta chỉ học những câu rất là căn bản thôi, chứ đi vào kinh văn thực ra nó có nhiều điểm lắm. Xin kính thỉnh thượng tọa Quan Hiền tiếp tục. À, xin tri ân thượng tọa Giáo Đàng. Thượng tọa nói thì ở đây chúng tôi xin, chúng tôi đã hiểu và chúng tôi ghi nhận, nhưng chỉ có xin một điều là mỗi ngày học Pali, nếu mà chúng ta, nếu nói như thượng tọa thì chúng ta nên đem cái, chúng tôi sẽ giảng văn phạm trước rồi với những cái câu thí dụ, những cái câu Pali thí dụ để áp dụng cho cái văn phạm, rồi cái đó chúng ta mới có cái phần gọi là bài học thêm. Thì cái bài học thêm này là chúng ta học về tập đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, cái đó gọi là bài học thêm. Thì như vậy đó, không có, nếu mà có ai tình cờ họ vào, họ không có bắt bẻ chúng ta được, là bởi vì nghe nói môn Pali. Nhưng mà trước hết chúng ta đưa đoạn Pali chúng ta giải thích, xong rồi chúng ta đề cập đến cái văn phạm, thì người ta lúc ban đầu người ta cứ tưởng chừng, ồ, văn phạm nói ở đây chắc có lẽ là nó có cái liên quan dính dấp gì đến cái bài học Pali ngày hôm nay, tức là bài kinh tập đế. Nhưng mà đến chừng họ xem lại thì họ thấy ở trong đó không có một cái gì liên quan đến cái văn phạm mà nói sao. Cho nên chúng ta đề nghị là học văn phạm trước, chúng tôi sẽ dạy theo cái cách của mình, cũng theo cái mục văn phạm mà Thượng tọa Giáo Đẳng đưa lên. Cái này cũng dễ thôi thưa quý vị, bởi vì cái này chỉ là sơ cấp Pali thôi. Học xong rồi đó mới bắt đầu qua đến cái bài học thêm, cũng giống như là mình khuyến mãi thêm vậy đó. Khuyến mãi thêm vào ngày hôm nay học văn phạm xong rồi, thì bây giờ cái thời gian còn lại, bây giờ trích đoạn kinh Pali để cho Phật tử chúng ta làm quen và hiểu được ý nghĩa ở tu tập, vân vân. Thì không biết là chúng tôi đề nghị cái bây giờ như cái ngày ngày hôm nay đó, Thượng tọa Quan Hỷ cho dạy văn phạm trước, cái dạy văn phạm trước rồi sau đó sẽ có cái bài học thêm là nói về tập đế. Và Thượng tọa ngồi nghe, Thượng tọa xem coi với, nó giống như Thượng tọa giữ giờ vậy, giữ giờ để xem coi giáo viên này giảng như thế nào, rồi nếu đồng ý sau này chúng ta sẽ theo cái cách đó. Vậy thì bài học hôm nay, bài học Pali hôm nay đó, chúng ta sẽ nói về cái động từ cũng giới thiệu sơ cho quý vị biết rằng là động từ tiếng Pali tương đối là phức tạp. Động từ Pali có ba thì, tức là thì hiện tại, thì quá khứ và thì vị lai. Thì hiện tại thì chỉ có một cách, Vartamana, tức là tiến hành cách, tức là nói đến cái gì nó đang diễn biến thôi. Thì quá khứ Atitakala,
là diễn tả cái hành động đã qua, vừa mới qua. Thì quá khứ trong tiếng Pali nó có ba cách. Acattani tức là quá khứ gần, hay là quá khứ mới vừa qua trong ngày hôm nay, nổi trong ngày hôm nay. Hồi nãy, lúc nãy, hay là lúc sáng nay, tôi mới vừa đi chợ, vâng vâng. Thì vừa đi chợ đó, vừa đi đó, thì đó là động từ Acattani, tức là hiện tại gần. Rồi Hiyatani tức là hiện tại xa nhưng mà có xác định, tức là qua ngày hôm nay. Hiyatani Hiyat tức là ngày hôm qua trở đi, nhưng mà xác định vào năm nào đó, vào ngày nào đó, hay là trong tuần lễ trước tôi đã đi Sài Gòn, vâng vâng. Thì chữ đã đi đó phải xài Hiyatani, tức là thì quá khứ mà quá khứ xa, có xác định, gọi là quá khứ cách, hay là định khứ cách. Chúng tôi xài trong cái sách văn phạm của chúng tôi là định khứ cách. Còn thứ ba gọi là Barokha. Barokha ở đây cũng là thiện quá khứ, nhưng nó là bất định khứ cách. Bất định khứ cách có nghĩa là chúng ta nói chung chung cái chuyện đã qua mà không có xác định được thời gian là nó qua lúc nào. Thí dụ chúng ta kể về một cái câu chuyện cổ tích, có một cậu bé đi lạc trong rừng, nó khóc, và lúc đó một ông bụt hiện xuống đã hỏi rằng tại sao con khóc. Cái tiếng đã hỏi đó, đã hỏi rằng, cái chữ đã hỏi đó xài Barokha trong tiếng Pali tức là bất định khứ cách. Và thường thường trong tiếng Pali là Đức Thế Tôn sau khi quở trách như vậy, ngài đã thuyết pháp cho chúng tỳ kheo. Chữ đã thuyết đó dạy Barokha, hay là Etadavuchá, chữ Avuchá đó là Barokha. Nó thì quá khứ, nhưng mà quá khứ bất định. Có cái bản chia riêng cho quý vị, có bản chia riêng. Cho nên ba thì quá khứ nó có ba cách. Rồi thì vị lai Anagatakala là thì vị lai, là nói đến cái hành động được diễn ra, sẽ diễn ra và chưa diễn ra. Hành động chưa diễn ra nhưng mà nó sẽ diễn ra với hai trường hợp. Một là Parisamvisanti, tức là tương lai cách. Còn Kalatipati tức là điều kiện cách. Thí dụ chúng tôi nói xác định ở thì vị lai, ngày mai Suve, ngày mai tôi sẽ đi Sài Gòn, thì sẽ đi ngày mai đó nó thuộc phải quyết sanh ti, tức là vị lai xác định. Còn bây giờ mình nói, người ta hỏi lúc này sư có đi Sài Gòn không, nói nếu có công việc thì tôi mới đi, nếu có công việc gì, có công việc thuyết pháp dạy học ở Sài Gòn thì tôi mới đi. Thì đặt trường hợp vấn đề điều kiện nếu, thì cái trường hợp đó cũng là thì bị lai, nhưng mà đó là điều kiện cách Kalatipati trong tiếng Pali.
Như vậy trong tiếng Bali có ba thì, động từ Bali có ba thì và tám cách. Thì hiện tại một cách, thì quá khứ ba cách, và thì vị lai có hai cách. Làm sao mà cái lớp Pali của chúng ta đây học từ đầu mà cho hết tám cách của động từ ba thì, thì quý vị biết rắc rối. Bây giờ thì chúng ta chỉ mới có đi vào Pachupanakala là thì hiện tại, với Vatamana là tiến hành cách thôi, hay là trực thuyết cách. Nhưng mà dịch trên đúng cái chữ Vatamana thì chúng tôi dịch là tiến hành cách. Thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến ba thì tám cách như vậy thì chúng ta mới nói động từ tiếng Bali nó chia theo ba ngôi và hai ngữ số. Ba ngôi là ba cái bức sắc, tức là sô sa tê ta, thì cái đó là nó, chúng nó là ngôi thứ ba. Ở trong tiếng Bali chứ, trong tiếng Anh của chúng ta thì I am, you are, he is là ngôi thứ nhất đặt ở phía trước, mới đến ngôi thứ hai, mới đến ngôi thứ ba. Nhưng mà trong tiếng Pali đó, thì nó đảo ngược lên, tức là ngôi thứ ba được nói trước, tức là cái người vắng mặt. Nói đến cái ngôi vắng mặt, ngôi thứ hai là đối thoại, người đối thoại. Còn cái ngôi thứ nhất là chỉ cho bản thân mình. Thì trong tiếng Pali gọi là Pathama Purusa, rồi Madhyama Purusa và Uttama Purusa. Uttama Purusa ở đây là ngôi thứ nhất, là ngôi thượng. Uttama Purusa là ngôi thượng, là ngôi thứ nhất. Tiếng Pali, văn phạm Pali, cái từ văn phạm trong tiếng Pali gọi ngôi thứ nhất là Uttama Purusa. Từ văn phạm trong tiếng Pali gọi ngôi thứ hai là Madhyama Purusa, là ngôi trung. Và Pathama Purusa là ngôi sơ. Chúng tôi xài ngôi sơ chứ chúng tôi không xài ngôi thứ nhất. Bởi vì mặc dù chữ Pathama là thứ nhất, nhưng mà nếu mà xài thứ nhất, ngôi thứ nhất, thì chúng ta sẽ bị nhầm với ngôi thứ nhất của tiếng Anh, tiếng Pháp. Do đó cho nên Pathama Purusa, cái ngôi thứ ba này được gọi là ngôi sơ. Madhyama Purusa, ngôi thứ hai này được gọi là ngôi trung. Và cái ngôi thứ nhất, Uttama Purusa, được gọi là ngôi thượng. Chứ tôi sẽ gì? Cho nên ở trong cái bản, trong cái bài học của chúng ta để như thế này đó, thì chẳng thà Pasati ngôi sơ, Pasasi là ngôi trung, Pasami là ngôi thượng, hay là chúng ta để theo ngôi văn phạm theo quốc tế đi, là hễ nó thấy chúng nó thấy, nó chúng nó thì ngồi gọi là ngôi thứ ba.
anh các anh thì ngồi gọi là ngôi thứ hai, tôi chúng tôi là ngôi thứ nhất. Xài như vậy chúng ta nó có cái sự thống nhất. Nếu mà chúng ta xài riêng ở trong cái ngôn ngữ Pali thì chúng ta xài ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, chẳng thà chúng ta xài vậy. Còn ở đây chúng ta để ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Nhưng mà ngôi thứ nhất của người ta là tôi chúng tôi, mà chúng ta ngôi thứ nhất ở đây là nó chúng nó, thì như vậy nó sẽ làm cho Phật tử bị rối. Cái này là phải cân nhắc lắm thưa quý vị. Khi mà chúng tôi dạy ở trường lớp là chúng ta phải cân nhắc cái chỗ này, phân tích kỹ lưỡng lắm. Bởi vì nếu không thì người ta sẽ bị nhầm lẫn. Thì bây giờ đó, chúng ta trở lại ở trong cái động từ, cái Pali, cái cấu trúc bây giờ nếu mà nói thêm nữa thì nó dài nữa thưa quý vị. Tiếng Pali nó rất phức tạp về cái động từ. Trước hết là nó phải xài căn động từ gọi là ganatthatu. Căn đó mới cộng, mới phối hợp với động từ tướng, nó mới ra động từ cơ bản. Thí dụ như động từ vasati, không phải đương nhiên, không phải chúng ta tra từ điển mà thấy có cái động từ vasá đâu. Ngoài chúng ta phải biết nó là cái chữ dis, nó cũng có dấu căn ở đầu á, ở trong cái bảng máy đánh của chúng ta, không biết có dấu căn hay không. Cái dấu căn toán học đó, thầy sư Tuệ Tri có thấy được ở trong đó đánh trước cái chữ dis. Dis từ cái dis chúng ta cộng với động từ tướng và cả khi mình đánh chữ cái nó chậm quá, không thấy đường nữa. Cái chữ dis, cái căn dis, căn dis sát đó, nó cộng với á, nó ra bát sát. Một trời một vực nó mất đi mà. Cái này học và phải nhớ thôi chứ. Rồi từ cái chữ bát xá đó, nếu nói nó thấy thì mình cộng với chữ tí. Chúng nó thấy thì chúng ta cộng với là tí. Do đó chúng ta sẽ có sô bát xá tí, nó thấy nếu là người nam, và nếu là người nữ sa bát xá tí là si. Si tức là cô ấy, thì nó là Vasati. Còn nếu mà nói tê, chúng nó thấy, tức là những người đàn ông, tức là giống đực. Còn ta hay là ta vô Vasati, thì Vasanti là chúng nó hay là họ. Bà sàn tí, chúng ta có ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba số ít số nhiều là như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta nói sô bà sàn tí tê bà sàn thành tí,
là nó thấy, chúng nó thấy. Cái đó là ngôi thứ nhất. Chia thì hiện tại tiến hành cách là cái gì? Rồi cũng từ cái động từ căn đó, động từ cơ bản đó, bá sát, thay vì viết như thế này thì sư Tuệ Tri để so bát sa tí, một đơn nó thấy, tê bát san tí chúng nó thấy, chữ nào nghĩa đó, nó hay hơn là để so bát sa tí, tê bát sa tí đánh lại cái chữ của tôi rồi cái nó thấy chúng nó thấy, cái người ta cũng khó nhìn. Dần dần rồi sư sẽ quen thôi. Nếu mà sư làm phụ đạo cho tôi đó thì dần dần sẽ quen. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai ở đây chúng ta xài hai cái đại từ toan. Là anh tâm hê, là các anh. Thì khi mà chúng ta nói ngôi thứ hai thì chúng ta phải xin sư Tuệ Tri với cô Nhật Quỳnh đó, một là nhanh, hai là chúng ta dừng lại, vì sư chạy hơn một cây số rồi, ở sau mới lục tục đi theo sau mới có tê bát sanh tí không gì để dán một đường nghe một nẻo là sao. Bây giờ cái động từ ngôi thứ hai số ít thì chúng ta xài với cái chủ ngữ là toan bát sanh tí. Toàn ba sơ xí có nghĩa là anh thấy, hay là mày thấy, hay là ngươi thấy. Miễn dùng từ nào chỉ ngôi thứ hai thôi. Mình nói chuyện đối diện, mình muốn xưng hô sao cũng được. Đó là chữ du, chữ toàn là chữ du, muốn xài nghĩa mình sao cũng được cả. Ở trong tiếng Việt mình là phong phú lắm thưa quý vị. Còn ở trong tiếng Anh, tiếng Bali xài chỉ có một chữ, ngôi thứ hai là cứ toàn riết. Con nói chuyện với cha mẹ cũng thoan bát sa xí. Mình phải dịch là cha thấy hay là mẹ thấy. Cha có thấy không, mẹ có thấy không, thì thoan bát sa xí, thoan bát sa xí. Nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta đổi tùy. Chúng tôi gặp những Phật tử ở Việt Kiều về đó, khi họ nói chuyện ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất là thì tao, ngôi thứ hai là mày. Đi vào trong cái công ty gặp ông giám đốc, ông giám đốc ông rầy cái gì đó nói tao đường xa, tao bị kẹt xe đi trễ, mày thông cảm cho tao. Thì nghe cũng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, nhưng mà nó không thực sự như là văn hóa tiếng Việt của chúng ta. Cái toàn bát sa xí là anh thấy. Tâm hê bát sanh tí. Tâm hê bát sanh tí là các anh thấy. Ở trong trường hợp này, rồi bây giờ ngôi thứ nhất chúng ta xài chữ hăng, tôi
Còn số nhiều là chữ Mai Văn. Phật tử chúng ta thường xin giới Mai Văn Phan Tê. Mai Văn hai cái đại danh, nhân xưng đại danh từ A Hăng Mai Văn. Là tôi, chúng tôi. Do đó cho nên khi nói đến A Hăng, tôi thấy thì phải là Pas Sa Mi thì Pas Sa Mi. Cái chữ chúng tôi đánh tiếng Bali không được, do đó chúng tôi mượn để mà xài các vị nhớ Mai Văn. Basa Basama Mai Văn Basama. Nếu tôi thấy Ahang Basami, mấy chúng tôi thấy là Mai Văn Basama, là chia theo như vậy. Thì chúng ta cần phải nhớ chữ tí là tí xí thí tha mi ba. Ồ xin lỗi quý vị, cái ngôi thứ hai tâm hề Vasatha. Thì như vậy chúng ta có một cái bản chia đơn giản. Cái này chỉ là một cái bản chia của cái động từ thì hiện tại ngôi, thì hiện tại tiếng Hải Cách thôi. Chúng ta còn nhiều nữa. Và khi nãy chúng tôi có giới thiệu với quý vị là động từ Pali nó ba thì và tám cách. Trong đó nó còn có hai cách mà thuộc về Anuttakala. Anuttakala tức là vô thì, nó không thuộc về thì nào nhất định. Đó là Panchami và Saptami, mệnh lệnh cách và khả năng cách. Động từ mệnh lệnh cách, động từ khả năng cách. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ cái chỗ đó thôi. Thì bây giờ chúng ta đã học xong về văn phạm. Nếu học xong văn phạm thì nó mất thời gian quá. Bây giờ chúng ta qua đến cái bài học thêm. Bài học thêm ngày hôm nay là chúng ta học tiếp tục cái đoạn thứ hai ở trong bài kinh Diệm Pháp Luân, là nói về khổ tập thánh đế. Khổ tập thánh đế này được gọi là Dukkha Samudayo Ariya Sajjan. Cái chữ Ariya Sajjan đó, nó là danh từ trung tánh, cho nên cố định phải là Ariya Sajjan. Nhưng mà Dukkha Samudayo Samudaya, nó là danh từ nam tánh, cho nên không thể nào là Samudayan được. Cho nên ở trong chánh kinh của bài kinh Chỉ Pháp Luân, Dukkha Samudayo Ariya Sajjan, để Đức Từ Tri sửa lại dùm cái chữ này chút xíu, Dukkha Samudayo Ariya Sajjan. Dạ, đúng rồi. Còn khi mà chúng ta nói Dukkha Ariya Sajjan thì được. Chỉ Dukkha bởi nó dịch đi nhanh từ trung tánh. Dukkha Nirodho Ariya Sajjan, thì Nirodho là danh từ nam tánh, cũng ồ. Nhưng mà nói đến khổ diệt hành lộ thánh đế, tức là đạo đế đó,
thì chúng ta phải đúc khắc Nirodha Gamini Patipada, danh từ nữ tánh Ariya Satchang. Kinh văn này là phải gì? Bây giờ ngày hôm nay chúng ta học một đoạn Katamang Chak Thikhuwe Dukkha Samudayo Ariya Satchang. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ tập thánh đế? Và chăng tanh hà giá pô nắp phát vi ca nàm đi ra gác xa gà ta tật trắc tật tra phi na đi đi xây dịch thi đắng ca mà tanh hà pha qua tanh hà quý pha qua tanh hà. Chữ gia văn là từ hai chữ gia và ái văn. Tại sao xài chữ gia ở đây? Giá đại danh từ, liên quan đại danh từ, nhưng mà xài chữ gia là bởi vì nó là bây giờ nó là trở thành tỉnh từ cho chữ tanh hà là danh từ nữa. Do đó cho nên gia ái văn, cái này chúng ta phải viết chữ gia ái văn. Ái văn cũng là một tính từ, từ đại từ y má, tức là cái này. Gia văn tanh ha, tức là ái tham mà, chúng ta xài chữ mà, cái nào chữ gia ái văn. Vô đắc sơ vi ca, chữ vô đắc sơ vi ca là một từ ghép. Chữ bú ná có nghĩa là nửa. Thêm nửa. Nửa, bú ná. Chữ phá quá, chữ phá quy ca là chữ phá quá. Phá quá tức là sanh hữu, là cái sự sống, hay là cái điều kiện tái sanh. Và khi mà cái chữ đi theo cái chữ tanh ha đó thì phải xài, phải chuyển nó lại là bồ đắc phá vi ca, bồ đắc phá vi ca. Tanh ha nó là điều kiện để tái sanh, điều kiện tái sanh. Chữ tái có nghĩa là lặp lại nữa, và sanh ở đây là sanh hữu phá quá. Cho nên chúng ta phải hiểu trong hai cái từ gọi là Bodhisattva. Nếu mà có bản viết thì sư Tuệ Tri nghe sư đánh dùng cái chữ bú ná cộng với chữ phá quá cộng với chữ ní ca dùm tôi coi. Chữ ní ca anh ấm á, không biết kỳ bông. Chắc sự tự tri đến không kịp rồi, tôi bỏ qua rồi. Cái từ kế tiếp gọi là Nandi Araga. Nandi Araga Sanagata. Chữ này nó ghép do hai từ Nandi Araga và chữ Sanagata. Chữ Sanagata có nghĩa là đi với, hay là câu hành. Câu hành tức là đi chung, đi chung đi với. Nhưng mà cái từ nandi raga, nandi chứ không phải nandi,
Chữ Nadi là con sông, nó khác. Sự tỷ trì chú ý, cái chữ Nadi là con sông, chứ không phải là chữ hỷ, là sự vui thích. Chữ nan lý mới là vui thích. Dạ, nan lý. Chữ nan lý cộng với chữ raga, chữ nan lý là sự vui, sự vui thích. Raga tức là tham, nó đồng nghĩa với chữ lô pháp. Do đó raga thì chúng ta gọi là hỷ tham. Thì chữ tân ha đó, nó có ba từ để định nghĩa. Gia văn tân ha, thì chữ tân ha đó là vô đất phi nguy ca, là điều kiện dẫn đi tái sanh. Nên raga sangata là câu hữu với hỷ tham. Tatra phidnadini, chữ tatra ở đây đó là chữ tatha, tatha có nghĩa là chỗ này chỗ kia. Cái chỗ này chỗ kia là chỉ cho cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là cõi người, cõi trời, cõi vọng thiên. Afinadini đó là danh từ nữ tánh để chỉ cho cái sự thích thú, cái sự thích thú. Thích thú trong cái cảnh này cảnh kia, chỗ này chỗ kia. Ở đây chữ Afinadini đó, Afinadini không, nó không có nghĩa chỉ là tầm cầu dục lạc. Bởi vì chúng sanh ở trong đời khi mà có cái tanh ha đó, thì kama tanh ha mới là cái sự tầm cầu dục lạc. Còn phá quá tanh ha, quý phá quá tanh ha là có nghĩa khác nữa. Hay là kama raga, dục ái, dục tham. Rupa raga là sắc ái, và arupa raga là vô sắc ái. Thì ở đây thưa quý vị, cái chữ Afinandini chỉ là cái sự thỏa thích, hay là cái sự tham cầu. Tatra tức là chỗ này chỗ kia. Chỗ này chỗ kia được chú giải thích là vị tâm tham của chúng sanh. Nếu ở cõi dục thì nó tâm tham nó hướng về cảnh sắc, tâm tham nó hướng về cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Rồi có người thì từ bỏ được tham các dục, nhưng mà còn tham cầu ở cảnh giới tái sanh, cảnh người, cảnh chư thiên, cảnh phạm thiên. Cho nên gọi là tatra phinadini. Sayathidam như là, hay là tức là xây ra thi đăng. Kama tanh ha là dục ái, phá qua tanh ha là hữu ái, và quý phá qua tanh ha là phi hữu ái. Này các tỳ kheo, thế nào là khổ tập thánh đế?
Đây là ái nhân đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tầm cầu chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thì ở đây cái đoạn dịp văn này đó, thì chúng ta phân tích cái ngữ pháp Phikkhave là một hô cách. Cái danh từ Phikkhave này các tỳ kheo là hô cách. Katamam nó là một nghi vấn đại danh từ Katama. Và nghi vấn đại danh từ này nó trở thành tỉnh từ của chữ Ariyasacchang. Cho nên Ariyasacchang là danh từ trung tính ăn. Cho nên Katama thành Katamam. Nếu giả dụ không có chữ Ariyasacchang mà để đúc khác Samudayo thì chúng ta sẽ chuyển là Katamo Chaphikkhave đúc khác Samudayo. Thế nào là khổ tập? Vì ở đây có thêm chữ Ariyasacchang ở phía sau, cho nên thế nào là khổ tập thánh đế, cho nên xài Katamo. Gia văn tanh ha, gia văn tanh ha, gia văn là tỉnh từ của cái chữ tanh ha. Và nguyên một loạt từ sau cô đắp thế ca đi raga sangata tatra tatra phinanini, ba từ đó là ba tên gọi để định nghĩa cho chữ tanh ha, định nghĩa chữ tanh ha. Sayyathidang là một cặn từ nói lên ý nghĩa là xác định cái gì mình muốn nói, tức là chữ này có nghĩa là tức là. Còn cái danh từ này là danh từ phụ họa cho chữ tanh ha. Tanh ha nó có ba, một là kama tanh ha, hai là phá tanh ha, quý phá tanh ha. Kama tanh ha tức là đơn thuần ái đối với cảnh dục, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Chữ phá tanh ha đó gọi là hữu ái. Trước nhất là định nghĩa chữ phá quá tanh ha có nghĩa là ái các cảnh, nhưng cũng là cảnh sắc, cảnh thinh, khí vị, cảnh xúc, nhưng mà nó có liên quan đến cái tà, cái thường kiến, nó liên quan đến thường kiến. Ở trong chú giải, trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo, khi mà giải thích chữ Pháp Hoa Tanh Ha thì Ngài Bố Thân Cô Xã này có giải thích. Nếu một người họ thích hưởng sắc đẹp thứ hai, miền mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là một đứa bé nó thích ăn cái bánh, nó thích uống chai sữa, nó tham đắm đó, cái sự tham này, tham cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc này thì gọi là kama tanh ha thôi. Nhưng mà một người khi mà họ hưởng thụ sắc đẹp tới hai mùa thơm vị ngon xúc lạc với cái quan điểm rằng là cái hạnh phúc vĩnh viễn, cái hạnh phúc này trường tồn, hạnh phúc này là bất diệt,
Thì như vậy nó liên quan đến cái ái đó, liên quan đến thường kiến sát sạch tánh lý thí. Nhưng mà Ngài Thiêu Tế Cá, Ngài giải thích thêm cái chữ phá hoa tanh ha ở trong sa mốc bà đá, bà tích chế sa mốc bà đá trong dương sinh đó. Thì ái, chữ phá hoa tanh ha này được Ngài trình bày đã có năm. Một là mong muốn tái sanh cõi dục, mong muốn tái sanh cõi sắc, mong muốn tái sanh cõi vô sắc. Có cái sự nhiễm đắm trong thiền lạc Chanakanti, tức là trong lúc mà Samabati nhập thiền đó, rồi cái hạnh phúc đó vị hành giả sẽ thấy rằng nó an lạc hơn là cái hạnh phúc khi mà ở, khi mà còn hưởng thụ sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngô xúc lạc. Mới thấy rằng cái cha nó canh tí này nó tuyệt vời hơn. Thế là họ nhiễm đắm, họ say mê, say mê theo thiền lạc. Thì như vậy cái này cũng gọi là sao qua tình hạ. Và cái thứ năm đó thì mới là sát sanh đế thí. Sát sanh tánh đế thí tức là thường kiến, gọi là phá hoa tăng hà, gọi là hữu ái. Ngài Chư Tất Cả này giải thích năm cái thứ đó, năm cái đó được gọi là hữu ái. Và khi nói đến phi hữu ái quý phá hoa tăng hà đó, thì Ngài Bồ Tát Vô Xá trong Thanh Tịnh Đạo này có trình bày là cũng với một người họ đang thưởng sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, nhưng mà họ có cái quan niệm sai lầm. Họ nghĩ rằng chết là hết, sống ở đời này phải hưởng thụ. Cho nên với cái ác tà kiến, đoạn kiến đó, nó bắt đầu nó hưởng thụ sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc một cách say đắm. Thì cái sự hưởng thụ say đắm này với cái quan điểm đoạn kiến Uccedaditthi, thì cái này gọi là phi hữu ái. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong Phật Pháp Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng: này các tỳ kheo xưa và nay, Như Lai chỉ trình bày về sự khổ và sự diệt khổ, nhưng mà khi Ngài trình bày về sự khổ là Ngài đã nói rõ khổ này không phải ngẫu nhiên mà có, không phải do một vị thượng đế, một vị sáng tạo chủ sắp đặt an bài, mà cái khổ này nó có cái điều kiện, có cái tập khởi. Cái tập khởi đó gọi là samudaya. Cái tập khởi đó chính thức là tanh ha, là ái. Ở trong Thắng Pháp Abhidhamma, ở bộ Quy Phân Giác, bộ phân tích, khi mà nói đến khổ đế, khi nói đến tập đế, thì Ngài có nói nhiều cái nguyên nhân.
cái pháp nào để mang lại cái quả khổ đau cho chúng sanh thì cái đó cũng gọi là dukkha samudayo, tức là chỉ cho cái pháp bất thiện tham sân si, tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si cùng 27 tâm sở phối hợp. Cái pháp nào mà đem nó trở thành cái nghiệp luân hồi, tạo ra quả luân hồi đau khổ cho chúng sanh thì cái đó cũng gọi là dukkha samudayo, tức là chỉ cho tâm bất thiện, tâm thiện hiệp thế, tức là tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, cái đó đều gọi là tập đế cả. Nhưng mà cái đó giảng riêng. Nhưng mà ngài gom thu lại thì tập đế ở đây chính là tâm sở tham, gọi là lopat cetasika, tâm sở tham. Bởi vì tham đó tức là ái, tân hà, mà Đức Phật ngài có thuyết ở trong Tương Ưng Bộ Kinh này, các tỳ kheo ba cõi tái sanh dục giới, sắc giới, vô sắc giới ví như là ba thửa ruộng. Thức tái sanh do nghiệp, do phúc hành, phi phúc hành, bất động hành đó tạo, thì nghiệp đó giống như là hạt giống bị chắc, giống như hạt giống. Hạt giống được gieo xuống ruộng và được nảy mầm phát triển thành cái cây, cây cỏ, cây lúa. Thì hạt giống nảy mầm khi mà nó được gieo xuống đất là do nhờ cái chất ẩm ướt sneha. Thì cái sneha, cái chất ẩm ướt đó được ví như là ái. Chúng sanh hành động do ái, do dính mắc, hành động thiện hay bất thiện rồi có sự dính mắc tham cầu cái quả dị thục, nên cái hành động đó nó trở thành cầm mắt, trở thành nghiệp luân hồi cầm mắt để mà đưa đến quả luân hồi. Thì như vậy chính điểm này mới gọi tanh ha, tức là tập đế hay là tập khởi của khổ, tập khởi của khổ. Ở trong cái danh từ kinh tạng, danh từ khổ tập diệt đạo trong kinh tạng thì gọi là dukkha samudayo, dukkha samudayo ariyasaccha, là khổ tập thánh đế. Nhưng mà ở trong thắng pháp thì chỉ là samudaya saccha, tức là tập đế thôi. Cho nên cái tựa bài của chúng ta, chúng ta để ngắn gọn là tập đế. Nhưng khi mà chúng ta xem ở trong bài thì samudayo ariya saccha là khổ tập thánh đế, thì các vị phải hiểu được hai cái từ đó. Cái từ tập đế samudaya saccha là cái danh từ được gọi tóm tắt và dùng ở trong thắng pháp A Tỳ Đàm. Còn ở dưới này, ở dưới kinh văn đó, dukkha samudayo ariya saccha, khổ tập thánh đế, hay là khổ, hay là diệu đế về khổ tập, thì đó là danh từ được gọi theo trong kinh tạng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như thế. Cho đến khi nào
mà ái được hoàn toàn đoạn diệt thì lúc đó khổ nó cũng kết thúc. Trong pháp cú kinh Đức Phật này có dạy rằng như gốc cây, như cội cây bị đốn, gốc chưa triệt phá vẫn còn tiếp tục sống, sinh tuệ nghĩa là tiếp tục. Cũng vậy, khi ái chưa đoạn tuyệt thì khổ này vẫn sanh hoài. Ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cái sự khổ phát sanh lên. Cái khổ đó do nhân gần hay nhân xa, nhưng mà chung quy lại cũng chính do tâm ha còn, là ái còn. Ngay cả khi chúng ta thực hành các thiện pháp, bố thí trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp, hưởng phước tỳ hỷ phước, cải chánh tri kiến, chúng ta làm các cái điều lành như vậy, các vị phước như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn còn bị luân hồi khổ là lý do tại sao? Là vì chúng ta còn ái chi phối. Tatra pinadini, tức là chúng ta còn tham cầu chỗ này chỗ kia, cảnh giới này cảnh giới nọ, cho nên cái nghiệp lành này, cái phước này nó dẫn đi tái sanh, thế là chúng ta còn khổ. Chứ đừng có nói rằng là chúng ta tạo phước như vậy rồi chúng ta sẽ hạnh phúc vĩnh viễn, phải đâu. Chỉ có Nibbana Parama Sukha, chỉ có khi nào mà tịch diệt rồi đó, niết bàn rồi, thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc tuyệt đối. Chứ còn cái hạnh phúc thế gian chỉ là tương đối, nó là tiền đề của sự đau khổ. Bởi vì nó được nảy mầm, nó được sanh lên, cái hạnh phúc được sanh lên ở cõi trời của người, của Phật Thiên đó, là do nơi ái chi phối. Chúng ta tu thiền mà chúng ta bị dính mắc theo Pháp Thiền, và chúng ta dính mắc cái cõi Phạm Thiên, thì tái sanh ở Phạm Thiên để rồi trong tương lai chúng ta còn khổ. Nói chi là chúng ta tạo cái ác bất thiện pháp. Cho nên ở đây đó, đạo Phật khác hơn các cái tôn giáo khác. Khi tôn giáo khác họ cũng nói về cái sự khổ, họ cũng biết là khổ, biết cuộc sống là khổ, họ trình bày về sự khổ, nhưng mà họ cứ than thở về sự khổ. Và bất quá thì họ nói rằng muốn thoát khỏi khổ thì phải đặt niềm tin ở một vị thượng đế, một vị sáng tạo chủ, đấng cứu thế sẽ giúp cho họ. Những người có niềm tin nơi đấng cứu thế thì sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc tuyệt đối vô cùng. Thì họ chỉ đưa đến chức chỗ đó thôi, chứ họ không thể trình bày về cái nhân sanh khổ được. Họ đâu phải là đấng giác ngộ. Trong khi đó thì Đức Phật ngài nêu cái sự khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu vi khổ ai là khổ, phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà bất toại nguyện là khổ, nói tốt lại ngũ thủ quân là khổ. Khổ do đâu? Khổ do ái làm nguyên nhân. Ngài nêu đơn giản, bởi vì sau này kế tiếp chúng ta sẽ học về khổ thánh đế, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng Niết bàn là diệt được ái. Bởi vì chúng ta muốn chấm dứt khổ, không phải là chúng ta khóc hoài hết khổ, hay là chúng ta đập ngực khóc than, hoặc là chúng ta tự giận, uống thuốc tự giận, hoặc là chúng ta tự sát rồi chúng ta cho rằng vậy là hết khổ, phải. Mà chúng ta phải diệt trừ cái
tập khởi của khổ thì lúc đó khổ mới không phát sinh được. Cây mà nó cứ mọc lên hoài là bởi vì chỉ đốn ngang thân thân cây, nhưng mà cái gốc cây mà chưa bứng lên, chưa có đào rễ tận gốc, cho đến khi nào mà cây đốn rồi và bứng gốc, đào mất hết tất cả rễ, thì lúc đó cái chỗ đó nó không có phát triển lên được. Cũng vậy, khi nào ái đoạn tận thì lúc đó mới chấm dứt khổ đau. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị hôm nay qua cái bài học Pali với cái bài học thêm là nói về khổ tập thánh. Mỗi một ngày chúng ta học một chút như vậy để chúng ta làm quen với những từ văn phẩm, từ kinh điển. Dần dần hy vọng chúng ta sẽ thấm nhuần. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc bài học, bài giảng hôm nay ở đây. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính chân Thượng Tọa Thầy Siêu. Xin kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu đi nghỉ, và không biết Thượng Tọa Thượng Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thượng Quyền đang có mặt trước máy, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ hướng dẫn đại chúng đọc khoảng chừng 10 lần câu phần ngôn ngữ hôm nay. Xin hỏi Thượng Tọa Thượng Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ kính thỉnh Thượng Tọa. Kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ đọc câu phần ngôn ngữ hôm nay về tập đế, đọc khoảng 10 lần để cho quý Phật tử có thể nghe và là quen với cái đọc. Xin hỏi. Thưa quý vị, Thượng Tọa Thượng Quyền đang gặp trục trặc. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân cảm biết được, cái trình Hoan Hỷ hướng dẫn để chúng đọc khoảng 10 lần bài học ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có cảm biết được không? Đại Đức Tuệ Tri ơi, Đại Đức Tuệ Tri có thể cầm mic hướng dẫn cho quý vị Phật tử có Thượng Tọa Pháp Đăng hả? Dạ, ở Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Chắc là Thượng Tọa Pháp Đăng không nghe được. Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Tri Quan Hỷ đọc cho 10 lần cái đoạn văn ngày hôm nay, kinh ngày hôm nay, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với bài học ngày hôm nay. Rất tiếc thưa quý vị, chư tăng không có ai có mặt ở trước máy và cầm mic được. Chúng tôi xin được sư đại trí có mic được hay sư? Dạ, thỉnh sư được.
Dạ, con kính lên lễ Chư Tôn Đức. Chờ đại chúng xin phép đọc đoạn kinh. Các tạm mạnh chạp phích khắc về đúc khắc sa mô ta dù ariya sa chăng gia dân tán hà bồ nấp phá quý ca nan đi ga ga sa ha ga ta 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 phi nan đi ni say yat thi đăng ca mát tán hà phá quá tán hà quý phá quá tán hà ca tạ mạnh chắc phi khá huệ đúc khá sa mút đa dù a ri ya sa chăng gia tan ha po na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha quá tan ha quy pha quá tan ha ca tạ mạnh chắc phi khá huệ đúc khá sa mô ra dô a ri ya sa chăng gia dân tàn hà bồ nập phá quý ca nàn đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phí nàn đi ni say ya thi đăng ca ma tàn hà phá quá tàn hà quý phá quá tàn hà ca tà mạnh chắc phí khá huệ đúc khá sa mô ra dô a ri ya sa chăng gia dân tàn hà bồ nập phá quý ca nàn đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phi nàn đi ni say ya thi đăng ca ma tàn hà phá quá tàn hà quý phá quá tàn hà ca ta mạnh chắc phi khá huệ đúc khá sa mô đa dô a ri ya sa chăng gia dân tàn hà bồ nập phá quý ca nàn đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha wa tan ha quy pha wa tan ha ca ta mạnh chắc phi khả huệ đúc khả sa mô đa dô a ri ya sa chăng ya yang tan ha bồ nập pha quy ca nan đi ra ga sa ha ga ta 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 đi phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha wa tan ha quy pha wa tan ha ca ta mạnh chắc phi khả huệ đúc khả sa mô đa dô a ri ya sa chăng gia dân tan ha bồ nấp pha quy ca nan đi ra ga sa ha ga ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha wa tan ha quy pha wa tan ha ca ta mạnh chắc phi khả huệ đúc khả sa mô đa dô a ri ya sa chăng gia dân tan ha bồ nấp phá quý ca nan đi ra gạ sa ha gạ ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha phá quá tan ha quý phá quá tan ha ca ta mạnh chắc phi khả huệ đúc khả sa mô đa dô a ri ya sa chăng gia dân tan ha bồ nấp phá quý ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say ya thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha. Dạ, con kính cung thỉnh từ tòa giấc đẳng quay trở lại để tiếp tục với nghĩa của đoạn kinh văn trên. Kính cung thỉnh ngài ạ. Sa thu, xin trường để được kiểu trì, bởi vì chư vị giảng sư có trung trung không nghe được, do đó chư thì thay vì trong phần thảo luận xin được nói một vài lời về chữ tan ha. Chữ tan ha quý vị ở đây chúng ta dịch là ái, nhưng mà chúng ta cũng dịch là khác ái, và chúng ta nên hiểu cái từ vựng này nó hơi khác hơn là cái chữ ái bình thường của chúng ta. Ví dụ như mình yêu một cái gì đó, mình thích một cái gì đó, thì nó có thể là lô phá hay raga. Nhưng mà chữ tan ha đó, ở đây nó có nghĩa là sự khao khát.
hay là khát ái. Khát ái ở đây có nghĩa là một gì đó mà mình muốn nhưng mà không thể thỏa mãn được. Nó tương tự như là khi nào mà quý Phật tử mà bị ăn cái gì quá mặn đi, và mình uống bao nhiêu nước nó cũng không có giải khát được. Hay là vì đầu có bị tiểu đường rồi đó, và bị tiểu đường thì có cái bệnh là thích uống, muốn uống nước nhiều, và uống nước nhiều nhưng mà mình uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Cái đó gọi là sự khao khát. Sự khao khát này đó, nó luôn luôn nó bắt buộc buộc chúng ta phải ngó tới, dõi mắt về một cái phương trời nào đó, mong muốn mình được cái gì đó. Ví dụ như là mình sống ở Việt Nam, mình nghĩ rằng ô, bây giờ mình không cần là mình chỉ cần qua Mỹ, đã qua Mỹ là hạnh phúc rồi. Qua Mỹ mình nói rằng mình làm sao mình có được công việc làm hay có giấy tờ là hạnh phúc. Thì cái mà mình đưa ra một cái mục đích như vậy và mình tự nói với mình là mình đạt được điều đó là hạnh phúc rồi, thì thật ra nó chỉ là một cái ảo tưởng. Và bởi vì khi mình nói mình đạt được điều đó, mình được hạnh phúc, thì không có nghĩa là khi mình đạt được điều đó mình cảm thấy thỏa mãn, mà mình vẫn muốn tiếp tục cái khác. Nó rất đơn giản như vậy là quý Phật tử nào thích mua, mình thấy cái quần áo mình thích quá, khi mình thích mình nghĩ mình phải mua quần áo đó, và khi mình mua bộ quần áo đó thì mình nghĩ rằng mình mua thì như vậy mình sẽ thỏa mãn. Không, cái sự mua đó nó chỉ làm cho mình khác thêm, khao khát thêm, tức là mua được cái này là muốn kia, tức là nó không có điểm gì. Ở trong cái tanha là cái sự tham chấp, cái sự mong cầu không có điểm gì. Và Đức Phật khi ngài ngồi với cội Bồ Đề, thầy nhận ra rằng ngài nói là chính tanha đó, chính cái bệnh trầm kha mà khát ái đó, nó đã tạo ra tất cả mọi thứ. Nó giống một người thợ cắt nhà tạo ra cái này, tạo ra cái kia. Chúng ta nên đặt ra một câu hỏi rằng có lúc nào đó trong cuộc đời của mình mà mình không có mong là mình sẽ thế này thế kia. Khi mình còn nhỏ đó thì mình mong rằng mình mau lớn, lớn lên rồi mong rằng có người bạn đời, mình mong mình có sự nghiệp, mình mong mình có học vị, mình mong mình có địa vị, rồi sau đó mình mong rằng về già mình vui thú điền viên, rồi mình hưởng phước thế này thế kia. Ở bất cứ một giai đoạn nào trong cuộc sống thì chúng ta vẫn sống bằng mong mỏi, bằng sự khao khát. Và nếu chúng ta để ý kỹ lại đó, là tất cả những sự khao khát đó, cho dù chúng ta có đạt được thì chúng ta cũng không thỏa mãn. Cho dù chúng ta đạt được, chúng ta không có dừng lại. Cho dù chúng ta thành tựu, chúng ta cũng không có điểm được. Cái đó ngài Ratthapala ngài diễn tả trong câu là thế giới là khiếm khuyết, nô lệ cho khác ai. Thế giới khiếm khuyết tức là mỗi chúng ta sống một cuộc đời, mình có 1 tỷ thì mình muốn 2 tỷ, và có 2 tỷ mình muốn 5 tỷ, 10 tỷ. Mình là một người rất là nổi tiếng, mình là muốn làm tổng thống, mình muốn lúc nào chúng ta cũng có cái muốn. Và mình luôn luôn tự nói với chính mình rằng tôi muốn như vậy đó, nếu tôi được như vậy đó thì tôi sẽ hạnh phúc. Không, khi mình được cái đó mình không hạnh phúc đâu. Tại vì sao vậy? Nếu mình hạnh phúc mình đâu có tìm thêm nữa, nếu mà hạnh phúc mình không có truy cầu nữa. Nhưng mà mình đạt đến đó đó thì mình vẫn muốn, tiếp tục muốn. Thì cả cuộc đời mình, cái khát ái nó trở thành một cái động lực, khát ái nó trở thành một cái lực đẩy cho mình đi tới. Và một cái người giàu cũng có tanha, người nghèo có tanha, đàn ông có tanha, đàn bà cũng có tanha, người homeless cũng có tanha, mà người có nhà cao cửa rộng tanha, ai trong chúng ta cũng có tanha. Và cái tanha đó là một cái nhân sinh khổ, nó là một chứng bệnh trầm kha, đó là cái nhân của tất cả hệ lụy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cái tanha đó nó có ba cái phạm vi. Một á, tanha là khao khát cái gì đó mà thỏa mãn cái chỉ hiếu của chúng ta. Thí dụ như là mình mong có bữa ăn rất ngon, mình mong đi chơi đâu cảnh rất đẹp, mình mong được nghe bản nhạc rất là hay, mình nghe mình trong mình mong được có mũi mùi mùi thơm. Cái đó gọi là kamatanha, gọi là kamatanha, gọi là khao khát về dục, khao khát dục lạc. Nhưng mà pavatanha và quý phá quá tanha đó, thì ở đây người ta
giải thích rất là nhiều cách giải thích khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, có vài vị nói là Phá Hoa Tăng Ha đó là thường kiến, quý Phá Hoa Hoa Tăng là đoạn kiến, thì chúng tôi cũng phải thưa một điều rằng đây cũng là một cách giải thôi. Chứ thật sự thì một vị còn tái sanh như là vị A-na-hàm hay là vị Tu Đà Quần Tư Đà Hàm còn tái sanh, tức là còn hữu ái, nhưng mà vị đó không thể gọi là tài kiến. Dạ, không có thường kiến, không có đoạn kiến trong đó. Như vậy Phá Hoa Tăng Ha và quý Phá Hoa Tăng Ha là gì? Phá Hoa Tăng Ha, quý Phá Hoa Tăng Ha không hẳn là chỉ kiếp sau, không hẳn có cái đời sau, mà đơn giản là mình đưa ra một cái hình ảnh, mình đưa ra một con người nào đó, đưa ra một cái trạng thái nào đó, mình muốn là mình sẽ là như vậy, mình sẽ có như vậy. Dạ, tôi sẽ là ông này, tôi sẽ là bà kia, tôi sẽ là một người quái phong, tôi sẽ là một người quanh liệt, tôi là thế này, tôi là thế kia. Và quý Phá Hoa Tăng Ha là cái sự khao khát, tôi không là, dạ, tôi không là cái này, tôi không là cái kia, tôi không là cái nọ. Ví dụ như là một người đang sống có gia đình thì họ rất mơ ước là, tôi mơ ước là tôi được sống độc thân, phải chi không vợ không con thì khỏe quá. Thì cái ý muốn không vợ không con đó, cái đó nó cũng, mà cái chuyện đó nó trở thành một cái sự khao khát đó, thì cái đó cũng là một cái quý pháp hoặc thanh thang. Hay hoặc giả là mình đang sống trong mùa đại dịch, thì có những cái mình muốn là mình có được, và có những cái mình muốn mình không có được. Cái không có nó cũng là một cái điều muốn, và cái không là nó cũng là một điều muốn. Cái không là không có đó, nó, chúng tôi lấy ví dụ tương tự như vậy là tại sao người ta bỏ tiền ra để đi giải phẫu thẩm mỹ? Tại vì trong giải phẫu thẩm mỹ đó nó bao gồm cả hai cái, là họ muốn được là một cái khuôn mặt như thế này, và họ cũng không muốn được là khuôn mặt thế kia, bởi vì họ biết sửa. Và ở trong cái sửa thẩm mỹ đó, nó gồm có cái gọi là cái không muốn và cái muốn. Mình làm sao sửa để mình bỏ cái không muốn, và để mình sửa cái mới là cái muốn. Và bởi vì Hòa Thượng Nguyên Minh, Hòa Thượng có viết một câu chuyện ở trong Vi Tiếu á. Và có người tu rồi họ nguyện cái này nguyện cái kia, thì Hòa Thượng ở trong Mỹ Vi Tiếu, Hòa Thượng mới kể người chuyện vui là có vị sư trong đó mới nói rằng, và hãy mình muốn thì như thế này, mà không muốn như thế kia, thì thật ra cái nào nó cũng nghèo nàn hết, cái nào nó cũng nghèo nàn hết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là mình nghĩ mình mong một tương lai ra sao, dạ, và tương lai không ra sao, cái ra sao và cái không ra sao, cái có được và cái không có được đó, nó chỉ là một sản phẩm rất là nghèo nàn, không ai biết được ngày mai hết. Và mặc dù cái khao khát để ra sao, để không ra sao, để có gì, để không có gì đó, nó luôn luôn là cái lực đẩy trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái lực đẩy đó thật ra nó rất là mù quáng, chúng ta không biết ra sao hết. Bây giờ chúng tôi thưa quý vị rằng rất là đơn giản, có nhiều người ở đây, chúng tôi nói một xin lỗi là có những vị họ khao khát được ngồi ở trong một đám đông chư tăng mà được giới thiệu là hòa thượng, vị này là hòa thượng, thì mình thấy mình thích lắm, tự nhiên mình lên tu, mình lên hòa thượng thích lắm. Nhưng mà kỳ thật thì nói cho thẳng á, là có nhiều người họ nói rằng khi mình được giới thiệu hòa thượng tức là mình già rồi, nhưng mà ai nói mình già thì mình buồn lắm, và mình không thích già, nhưng mình thích là hòa thượng. Thì cái ý tưởng mà một cái vị tu sĩ mà khao khát được tới giới thiệu mình là hòa thượng, thật ra cái đó nó nghèo nàn á, nó nông nổi lắm, nó không được gì hết. Nói cho cùng thì lúc đó mình hãnh diện, tại mình nghĩ được chữ hòa thượng quá, chứ chúng tôi không thấy rằng ở trong một buổi lễ mà do mình ta giới thiệu mình là hòa thượng mà mình ngon lành hơn, hay mình thượng tọa mình ngon lành hơn, nó không có gì ngon lành trong việc đó. Nó chỉ là một cái danh vị thôi, nó chỉ là một cái hư danh, chúng ta gọi nó là hư danh, nhưng mà chúng ta lại muốn như vậy. Và đôi khi người ta giới thiệu mình lộn, mình là hòa thượng với là thượng tọa, hay mình thượng tọa giới thiệu đại đức thượng môn, thì cái buồn đó nó cũng là một cái, nó là cũng là sự lấn cấn giữa cái mà gọi là muốn như thế này, không muốn như thế kia. Thì từ cái ý muốn đó, nó tạo cho chúng ta sự thất vọng,
không có sự kỳ vọng nào mà không tạo chúng ta sự thất vọng. Từ cái ý muốn đó, nó khiến cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên và không thể ngồi một chỗ. Rất đơn giản. Rồi bây giờ, tại sao chúng ta không thể ngồi thiền được? Tại sao chúng ta không thể lắng lặng nhìn hơi thở được? Tại sao chúng ta không nhìn hơi thở bằng sự bình thản được? Là bởi vì cái tâm của chúng ta giống con khỉ, nó muốn chuyên ngành, muốn làm cái gì đó. Thay vì ngồi thiền thì nó muốn mở điện thoại thông minh ra, đọc internet. Thay vì ngồi nhìn hơi thở thì mình muốn đi làm cái gì đó. Và mình có một lý do hoàn toàn chính đáng để mình làm việc đó. Là nếu chúng ta để ý trong ngày, trong cuộc sống của chúng ta, thì cái khát ái, cái tân ha đó, nó luôn luôn là một sự ám ảnh, nó luôn luôn là một cái lực đẩy, nó luôn luôn là một cái động lực để chúng ta mình muốn, mình nhiều khi mình cũng biết mình muốn cái gì. Có câu thơ ta nói thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trống về khổ thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu cái câu ở đây là ví dụ như mình đi chơi trong hồ, mình muốn bơi á, muốn bơi bên này, muốn bơi bên kia, nhưng mà kỳ thật thì bơi chỗ nào thì nó cũng là bơi. Bơi chỗ nào nó cũng bơi, và đến góc này nhìn góc kia, góc kia nhìn góc nọ. Hòa thượng Nguyên Minh thì hòa thượng có câu thơ là đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Cái thật của chúng ta đó là nhiều khi mình giữ biển cả lên đỉnh mà mình không bơi á, thì mình cảm thấy rằng mình không bơi, mình cảm thấy rằng mình bất lực. Mà mình bơi á, mà ở giữa biển cả mênh mông, không thấy đâu là bến bờ, không có hải bàng, thì thật sự đi đâu cũng chẳng biết là đi đâu. Cái tanh ha nó giống như vậy. Tanh ha nó giống như là mình đang ở giữa biển mà mình muốn bơi, và bơi mà không định hướng. Thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn là đi theo các ải. Nhưng mà đặc biệt cái tanh ha đó, nó là một cái nguyên nhân của sự thất vọng, sự nguyên nhân của cái depress, nguyên nhân của sự trầm cảm. Là bởi vì sao vậy? Chúng ta muốn như thế này, không muốn như thế kia. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đó, là chúng tôi trải qua một cái chuyện mà có lẽ chưa bao giờ chúng tôi trải qua ở trong chùa hết. Ở trong chùa chúng tôi sống gần những người Phật tử, thì quý vị biết là người Việt Nam á, là đa số người ta rất là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và ủng hộ một cách rất là mạnh mẽ. Và từ cái sự ủng hộ này đó, thì người Việt Nam coi cái chuyện mà Covid-19 á, là một cái chuyện bịa đặt, là một cái đồn thám chính trị của Đảng Dân Chủ, chứ không phải là thật. Nhưng mà khi mà chúng tôi đọc tin tức này kia, thì chúng tôi có nhắc mọi người rằng chúng ta phải rất là cẩn thận. Chúng ta phải rất là cẩn thận để làm sao giữ cái sự an toàn cho người đến chùa. Thì dĩ nhiên là chúng tôi có nhờ một vị nha sĩ và một số các bạn trẻ đó đến để giúp giữ cái giãn cách ở trong chùa, cái sinh hoạt, hay là giúp vấn đề vệ sinh v.v. Thì có một sư cô ở trong chùa cũng đi nói với người Phật tử, nói sư trụ trì làm cái gì mà lo cực đó, ở bên ngoài người ta đi người ta đâu có cái gì đâu, đâu có ai mà phải khó khăn như vậy. Nhưng mà nói một cách rất là biếm nhẹ, và nói cách rất biếm nhẹ giống như là chúng tôi bị bệnh thần kinh vậy đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề của chúng ta tại đây đó là những giờ phút mà chúng tôi nhận ra là, thí dụ như nó dựa trên vấn đề quan niệm hết, nhưng mà nếu mà chúng tôi là người quan tâm đến việc đó, thú thật mà nói thì chúng tôi tin là Covid-19 là một đại dịch có thật. Và chúng tôi cũng tin là những con số mà như là 6-7 triệu người Mỹ bị nhiễm là có thật, và gần 200.000 người chết là có thật. Nhưng mà điều đó, người Việt Nam đa số là không tin. Người Việt Nam đa số không tin. Người Việt Nam vẫn tin rằng, quý vị thấy như ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump đi qua Nevada để mà vận động tranh cử, có hàng bao nhiêu người, hàng bao nhiêu ngàn người họ tập trung với nhau, họ không mang khẩu trang và họ ngồi rất gần với nhau. Và họ cũng tuyên bố rằng họ không đeo khẩu trang là một thái độ để bày tỏ sự tin tưởng với Tổng thống. Mặc dù cũng có những cái đoạn băng ghi âm Tổng thống cũng xác nhận là cũng là một người
sợ Covid-19 chứ phải không sợ. Nhưng mà không muốn cho người ta hoảng loạn. Nhưng mà những người mà ủng hộ thì họ không tin như vậy. Những người, người ủng hộ họ nói cái đó là cái giả, fake news. Thì cái vấn đề của chúng ta tại đây đó là nếu ở trong những trường hợp như vậy đó, thì chúng ta đâm ra một cái trạng thái ở trong cái anh gọi là frustrated. Frustrated tức là mình nói nhưng mọi người không có nghe. Và giống như hồi ngày xưa pastor, ông thấy rằng những người sản phụ, những người sanh đó, có những người họ bị nhiễm, họ chết. Ông nghi rằng nó có một cái loại vi khuẩn, một loại vi sinh vật mà mình không thấy được. Bởi vì nó mới truyền bệnh từ người này người khác. Người ta không tin. Và không tin, có cái thời nào đó người ta không tin. Cũng như là người Việt Nam không tin vào Covid-19 là có thật vậy đó. Thì cái vấn đề của chúng ta đó là không phải là cái chuyện mình tin hay không tin. Vấn đề là chúng ta kỳ vọng rằng mọi người phải tin hay là mọi người không tin. Và mọi người ủng hộ hay không ủng hộ. Cái đó là cái làm cho chúng ta phiền não. Cái đó cái phiền não thì một cách rất là đơn giản là mình nói hết chuyện của mình và người ta tin hay không tin thì chuyện có họ. Và người ta không tin có nghĩa là không có nghĩa là làm cho mình phải bực bội. Người ta không tin nghĩa là thậm chí người ta chê mình, người ta mỉa mai mình cũng không hẳn là cái chuyện để cho mình phiền hà. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là quan điểm thôi. Và đó là quan điểm chứ không nhất thiết là mình phải áp đặt cái quan điểm của mình trên cái quan điểm của người khác. Dạ. Bởi vì khi mà chúng tôi sống ở trong chùa làm việc với những người xung quanh, quý vị biết tưởng tượng là có những lúc mà chúng tôi hoàn toàn nhiều ngày nhiều tuần lễ chúng tôi hoàn toàn không nhắc đến đại dịch. Và tại vì khi mình nhắc đến thì họ nghĩ rằng đó là mình bày tỏ thái độ chính trị, mặc dù chúng tôi là bổn phận là ở trong chùa cũng phải cẩn thận cho quý Phật tử trong chùa. Nhưng mà thứ vì khi có mặt chúng tôi thì họ đeo mặt nạ lên, đeo khẩu trang lên, không có mặt chúng tôi thì họ tháo khẩu trang xuống. Thì mình nói nhiều rồi, mình làm gì giờ? đó là niềm tin của mọi người. Và chúng ta nên nhớ một điều là nếu mà mình suy nghĩ một cách nào đó phiền não thì cái vấn đề nằm ở mình chứ không phải ở người ta. Ví dụ như là chứ mọi người là đừng tập trung vào bếp nấu ăn, và khi vô trong bếp thì cần phải mang khẩu trang, giữ giãn cách vân vân. Thì mấy người họ nói là làm sao nấu ăn giữ giãn cách được, hay làm sao nấu ăn mang khẩu trang được. Thì thưa quý vị, nó trở thành một vấn đề. Anh trở thành vấn đề nếu chúng tôi phiền não. Dạ, nếu mình phiền não thì tự quyền mình chút lấy phiền não thôi. Mình không thể làm được gì hết. Thành ra một cái tốt nhất là phần của mình thì mình cẩn thận. Còn những ai không cẩn thận mình nói thì là vừa phải. Bởi vì khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy, mình mới hiểu được tại sao. Dạ, mình mới hiểu được tại sao mà khi Đức Phật Ngài ra đời ở chung quanh chùa Kỳ Viên, mà có những người đồ tể, rồi có người này kia, mà Ngài chỉ độ được những người có duyên thôi, còn người không có duyên mà chịu. Và không có duyên thì không nghĩa là tất cả mọi người sanh ra vào thời Đức Phật ở thành Xá Vệ, ở gần chùa Kỳ Viên, Đức Phật đều đổ hết. Tại vì mỗi người có cái duyên riêng. Chúng ta nói cái chuyện Covid là một chuyện rất là hiển nhiên. Chuyện Covid là những con số rất là rõ ràng. Nhưng mà còn không thuyết phục được người khác thì đừng nói chi cái chuyện Phật Pháp. Dạ, đừng nói chuyện Phật Pháp. Và nếu mà mình đi vào trong cuộc sống mà mình kỳ vọng, mình mong mỏi đó, nhiều quá đó, thì cái sự kỳ vọng đó là cái làm cho mình khổ. Bởi vì cái pháp quá tanh ha và mới pháp quá tanh ha đó, nó được hiểu như vậy là mình muốn nó như thế này hoặc là mình đừng như thế kia. Cái muốn như thế này đừng thế kia, nó là khổ. Và chúng tôi thưa là đây là một vấn đề mà những nhà xã hội học họ nói rằng sau khi Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống xong rồi đó, thì nó để lại một cái phân hóa rất lớn ở trong cộng đồng và trong các gia đình. Mà chúng tôi đã nghe được rất là nhiều ở trong những gia đình mà cha mẹ đó là ủng hộ Tổng thống Trump, ủng hộ cái tuyệt đối, và con thì chống tuyệt đối. Mà bây giờ thiếu đời không muốn nhìn mặt với nhau. Cái vết thương đó, nó sẽ
nó sẽ làm tan vỡ cái gia đình, tan vỡ cộng đồng, và chúng ta đang lao vào một cái vực thẳm mà chúng ta không tránh được. Giống như Việt Nam chúng ta sau cuộc chiến tranh thì dân tộc Việt Nam bị phân hóa, và bây giờ sau cái việc này thì tất cả chúng ta phân hóa. Chúng ta biết như vậy chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta phải tự nhắc chính mình như vậy. Nếu chúng ta có thể nhìn việc đó với cái tâm nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi nó phải thế này, đừng đòi hỏi thế kia, thì chúng ta sẽ nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mọi người phải nghĩ như mình, mọi người phải theo cách suy nghĩ của mình, và nếu người ta không theo cái suy nghĩ mình, mình bực bội, mình khó chịu, thì coi chừng mình bị trầm cảm, coi chừng mình bị khổ. Bởi vì cái vấn đề đó nó không có đơn giản. Thưa quý vị, nó có bao nhiêu thứ trong cuộc sống. Ở bên Mỹ bây giờ có một cái loại nước gọi là nước Kangen. Nước Kangen là một cái nước mà người ta cho nó chạy qua một cái dòng điện mà có bạch kim ở trong đó, để làm cho cái nước nó theo người Nhật nó uống cho tốt sức khỏe. Thì có những người đó họ đang cổ vũ uống cái đó, và có những người khác họ bài bác cái chuyện đó. Thì chúng ta là một người bình thường đó, mình cảm thấy thích thì mình uống, không thích thôi. Chứ chúng ta không nên đặt vấn đề vui buồn vào trong chuyện đó. Don't take it personally. Nếu chúng ta nhận nó là nó phải thế này, phải thế kia, nhất định tôi phải uống cái đó, hay là nhất định tôi không uống cái đó, mấy người uống chỉ cho tốn tiền, vân vân, thì thưa quý vị, cái đó tự mình chuốc khổ. Nhưng mà đời sống của chúng ta nó không phải như vậy. Đời sống chúng ta ngoài cái khao khát những gì liên quan tới thị hiếu, thì đời sống chúng ta còn có một thứ khao khát khác, đó là khao khát nó phải thế này, đừng như thế khác. Nhưng mà thật ra thì thưa quý vị, tất cả những gì mà chúng ta khao khát đó, nó đều rất là nghèo nàn. Ví dụ như là có khi chúng ta thích trời mưa, có khi chúng ta thích trời nắng, có khi chúng ta ưa chuộng hoa cúc, có khi chúng ta ưa chuộng hoa đào, ưa chuộng hoa mai, có khi chúng ta thích ăn đồ Ý, có khi chúng ta thích ăn đồ Nhật. Tất cả những cái thích đó nó đều có cách tương đối. Những cái mà đưa ra một cái luận điểm, đưa ra một cơ sở, đưa ra một cái viễn cảnh mà mình nói là mình muốn như vậy sẽ là như vậy đó, thì mình khổ. Và mình khổ. Cái tâm tha là cái gì mà nó khiến cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, giống như con lật đật, hết đứng lại ngồi, hết mình muốn cái này, muốn cái kia. Đời sống mình không có bình an được. Chúng ta cứ thử nghĩ như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được, nhận được cái mặt của tanh ha là gì. Khi nào mà chúng ta có dịp đến một nơi tương đối là thanh tịnh, yên lặng, ở trong sự yên lặng đó, chúng ta sẽ cảm nhận ra một điều rằng tâm của chúng ta cảm thấy rất trống vắng. Và hỏi tại sao nó trống vắng? Là bởi vì mình muốn cái gì đó. Khi mình đi làm việc nhiều quá đó, mệt mỏi nói, mình chỉ muốn được yên thôi. Khi người này người kia cằn nhằn đòi hỏi mình, tôi chỉ muốn được yên thôi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng, khi mà mình yên rồi, mình có thích cái yên đó hay không? Mình nói tôi muốn được yên. Nhưng mà khi mà mình được yên rồi đó, thì lại không muốn. Yên chán quá. Muốn đất bằng đội sống. Muốn bắt dứt với công tử nó là bí phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Mình muốn chạy ra cuộc đời quanh liệt với cuộc đời, nhưng quanh liệt một hồi rồi mình muốn yên. Bởi vì ở trong truyện kiếm hiệp của họ đưa ra hình ảnh của những người mà rất là mong muốn học được những bí kíp võ công, rồi đi vào trong giang hồ hành hiệp chuyện nghĩa, nhưng mà sau bao nhiêu dâu bể tang thương thì họ muốn đi vào một thế giới, một cõi nào đó để sống ẩn dật như một thế ngoại cao nhân. Thật ra con người chúng ta rất là mâu thuẫn, thưa quý vị. Giữa cái muốn có và muốn không có, giữa cái muốn thế này và muốn thế kia. Và khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta hiểu đó, tanh ha. Tanh ha nghĩa là gì? Tanh ha là khao khát, là mong muốn, là truy cầu, là luôn luôn dõi mắt về một phương trời xa xôi, muốn cái gì đó. Và cái sự khao khát đó vĩnh viễn, nếu chúng ta không tu thì không bao giờ chúng ta thấy được nó.
Nếu chúng ta không tu, chúng ta không dịch việc được đó. Và một khi nó vẫn còn đó, thì thưa quý vị, luôn luôn chúng ta tìm một lý do nào đó, tìm một cái gì đó để mong muốn. Kể cả thưa quý vị, một người đang bệnh nằm ở trên giường, sắp chết rồi, mà cũng mong muốn rằng lựa cái quan tài cho tốt, tổ chức đám ma kiểu này, thỉnh thầy kia làm thế này đó. Mỗi lần mà chúng tôi gặp những người hấp hối họ nghĩ điều đó, thì chúng tôi chỉ khuyên rằng nếu có được một chút hơi tàn, một chút lẳng lặng nhìn vào hơi thở ra vô, hay nhìn nhìn thấy vô thường, nhưng mà không không, phần đông chúng ta vẫn khao khát, chúng ta luôn luôn mong mỏi. Bởi vì trong cái câu này mình phải đọc rất là kỹ, rất là thấm thía, khi Đức Phật ngài nói rằng thế nào là cội nguồn của đau khổ, hay là thế nào sự thật vi diệu về cái nhân sanh khổ, thì ngài nói là chính là khát ái và ham muốn, tầm cầu cái sự thỏa mãn chỗ này và chỗ kia. Cái sự thỏa mãn đó mình gọi là gratification. Gratify là cái gì làm cho mình thỏa mãn, và lúc khác được gọi là unsatisfactory, tức là cái gì mà không bao giờ thỏa mãn tại vì nó khiếm khuyết. Trong cuộc sống mà nếu mà chúng ta dựa lên trên cái suy tư thường tình, thưa quý vị, thì mình nghĩ rằng đó là bản năng sinh tồn, đó là sự cầu tiến, đó là niềm hy vọng. Mình vẽ lên cái gì rất là đẹp, giống như bên Kitô giáo đôi khi người ta vẽ cái gì là chân lý, bình an và hy vọng. Hy vọng là mình nghĩ một tương lai đẹp, mình vẽ ra cái bức tranh rất là đẹp. Nhưng mà Phật pháp thì dạy chúng ta nhìn vào trong hiện tại, mà nhìn đặt ra một câu hỏi rằng tại sao mình không thanh thản được, tại sao mình cứ đuổi bắt hoài, tại sao mình không có thể ngồi một cách lẳng lặng nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, nhìn vào cái sanh và cái diệt của các pháp, tại sao mình không thể có một cái cõi lòng mà an định được. Thì câu trả lời rất đơn giản, tại vì tanha luôn luôn chi phối chúng ta. Thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi quên là không biết là chư Tôn Đức ở trong không biết Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tuyên Quyền, để chúng tôi có tính có vị nào có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu chư Tăng có vị nào có biết được, quý ngài cho biết để thỉnh quý ngài có một vài góp phần trong bài học ngày hôm nay. Có Thượng Tọa Pháp Tân rồi. Thượng Tọa Pháp Tân, đối với nhiều người trong chúng ta thì ái cũng có nghĩa sự khao khát, cũng nghĩa là hy vọng, và sự khao khát nó cũng nghĩa là một hạnh phúc. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật học thì nếu chúng ta mong mỏi cái gì đó, chúng ta kỳ vọng cái gì đó, nó có thực sự là hạnh phúc hay không? Chúng tôi lấy ví dụ là có nhiều người nói rằng mình ăn Tết á, khi ngày mùng 1, mùng 2 coi vậy nó không vui bằng cách mình chuẩn bị Tết. Mình đi chơi, lúc mình đi chơi á, nó không vui bằng lúc mình đang chuẩn bị đi chơi. Tại trong lúc mình đang chuẩn bị đó, mình có bao nhiêu kỳ vọng, và cái kỳ vọng đó nó làm hạnh phúc. Thì cái sự kỳ vọng của chúng ta nó có thực sự là hạnh phúc hay không? Kính thỉnh ý kiến của sự học thực. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Chỉ còn ít phút nữa, con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua câu hỏi của Thượng Tọa. Con được biết đó, thì khi mà nói đến cái ái đó, tanha đó, đó là sự xa khao khát, mong muốn hay là ước vọng. Thì con nghĩ rằng trong cuộc đời này đó, thì người ta nói là người ta ví dụ mơ ước được trúng số, mơ ước được làm giàu, hay mơ ước được cái này cái kia đó, thì theo cái mong muốn của họ. Thì thật sự thì khi mà mình người ta nói rằng là thà là mình có
mơ ước còn hơn là mình không có mơ ước. Dù cái mơ ước đó nó có hiện thực hay là không hiện thực, nhưng mà cái mà người ta mơ ước thì người ta nghĩ cái đó là nó luôn luôn là đẹp, luôn luôn là tốt. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là cái động cơ khiến cho họ phải phải tới đó, đến đó, đến cái đích điểm đó. Vì họ mơ ước cái điều gì thì họ mong rằng sẽ đạt được cái mục đích đó. Vì vậy cho nên là họ vẫn có phải là mơ ước. Nhưng mà rồi đó thì cái mà làm cho để họ họ không thể nào mà khi mà họ có mơ ước thì rõ ràng là họ thấy có những cái điều mà để họ hy vọng, kỳ vọng một cái điều gì đó. Nhưng mà rồi đó là chính cái điều đó nó không có đáp ứng được như ý của mình được. Tại vì sao? Có thể là nói một mức độ nào đó thì có thể là thỏa mãn được hay hoặc là vừa với cái ý của mình được, nhưng mà hoàn toàn là phần lớn là nó không có vừa ý trong cái sự khao khát đó. Bởi vì thường thường đó là mình thường cầu toàn cho bất cứ một cái gì, nhưng mà cái cầu toàn của mình nó là chính là cái chúng ta thấy rằng mình nó là một cái yếu tố để làm cái sự khát vọng thôi, khát vọng. Và vì vậy cho nên là họ không thấy được một cái hoàn toàn là như ý của mình được. Và như vậy đó thì không thể nào mà chúng ta nói nó có cái hạnh phúc. Có cái hạnh phúc là ở chỗ là mình có thể nói là tạm thời. Tạm thời là mình mong muốn cái điều đó, rồi điều đó nó đạt được bao nhiêu phần trăm thì mình vừa lòng với lại những cái gì mà nó đạt được, thì rõ ràng là mình thấy mình hài lòng cái việc đó. Nhưng mà nếu như chúng ta còn cái không hài lòng hay là luôn luôn khao khát mơ ước cái hơn nữa đó, thì rõ ràng là chúng ta không bao giờ mà có cái hạnh phúc. Và cuộc đời này thì như trong kinh nói rằng, trong cái đoạn kinh hôm nay chúng ta học là Kama Tanha, Phakwa Tanha, Vipakwa Tanha, ba cái ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái đó. Thì cái này con nghĩ rằng cái hiện sinh ở trong cuộc đời này, khi mà mình có hiện sinh ở trong cuộc đời, hiện khởi trong cuộc đời này đó, thì nó vẫn có là cái điều mà người ta mơ ước ở tương lai như thế này, kiếp lai sinh như thế này. Và chính vì vậy đó cho nên là bây giờ mình gặp khổ nha. Bây giờ mình gặp khổ thì mình mơ ước là một lúc nào đó trong một tương lai gần mình bớt cái khổ, hay hoặc là bây giờ mình tái sanh làm người thì mình nghe nói biết được là cảnh giới chư thiên thì có lẽ là hưởng phước, cho nên là nó cũng dù sao nó cũng là hạnh phúc hơn cái nhân loại. Thì mình mơ ước rằng một lúc nào đó mình làm một vị thiên, hoặc là mình mơ ước rằng mình sanh lại làm người, mình sẽ được cái được đầy đủ tròn vẹn được những cái yếu tố mà mình mong muốn. Thì rõ ràng là ai cũng mong muốn những điều đó. Và khi mà mình mong muốn như vậy đó thì đó là cái động cơ, cái yếu tố để khiến cho mình có mặt ở trong tương lai. Bởi vì cái mong muốn là cái giống như mình có thể nói rằng như là một cái hạt giống mà thôi. Và cái mà mình tạo ra có được cái như cái ý muốn của mình thì dĩ nhiên là do cái hạnh nghiệp của mình. Một người tạo ra bằng cái nghiệp gì đó, do cái nghiệp có đầu tư tạo tác, cho nên là chúng sanh có mặt ở trong hiện khởi. Và khi mà có mặt như vậy thì cái sự khổ lụy ở trong đời sống như trong kinh mô tả đó, thì rõ ràng là nó có cái sự khổ ở trong cái đời sống. Cho nên là ở đây đó con nghĩ rằng nếu một người mình có thể nói rằng tại sao mà ở đời đó thì người ta nói là mình phải có cái hy vọng, mong muốn một cái điều gì đó. Nếu mà mình không có mong muốn thì mình làm sao đạt đến được. Không có mong muốn làm sao mình đạt đến được. Giống như là một cậu học sinh mà muốn trở thành bác sĩ thì cậu học sinh phải học hết
tú tài xong rồi phải học bao nhiêu năm học ở trong ngành y, ra mới trở thành bác sĩ, thực tập rồi mới trở thành bác sĩ được. Thì mình nói như vậy thì trong cái quá trình cậu học sinh đó để phấn đấu để trở thành một bác sĩ thì biết bao nhiêu cái phấn đấu, biết bao nhiêu cái thời gian, biết bao nhiêu cái sự dân trưng để trở thành một bác sĩ. Thì mình hiểu đó là rõ ràng là có sự hiền khởi trong cuộc đời này, là có cái sự khao khát. Mà có sự khao khát thì làm cho người ta hướng tới có mặt ở tương lai. Mà do có cái sự hiện hữu á, cho nên là mọi cái hệ lụy nó là sự khổ. Cho nên nếu mà trong kinh nói á, thì nếu mà liên quan đến cái ham muốn ở trong dục lạc, tham đắm thì mình nên tránh nha. Rồi mình ham muốn ở trong cái sự giải thoát, hoan hỷ ở trong cái sự giải thoát, thích thú ở trong sự giải thoát, giống như là mình phải có cái ý muốn để hướng đến sự giải thoát, hoặc là mình muốn ý muốn là mình thực hiện những cái thiện pháp lành ở trong cái đời sống, mong rằng cái thiện pháp lành đó là những nhân tố tốt đẹp để triệt tiêu phiền não, đoạn trừ phiền não, để giải thoát trong tương lai, để không cái là không cái gọi là hiện hữu ở trong tương lai ấy, thì cái đó mới thật sự là cái mà mình mà cần. Như trong kinh nói đó là tham dục thì nên tránh, nhưng pháp dục á, tức là những cái ý muốn thiện hay là ý muốn đạt được sự giải thoát ấy, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó cần. Bởi vì mình có mong muốn thành Phật, mình mong muốn thành Thánh, do vậy thì mình mới có thể là mong muốn thực hiện những cái thiện pháp khác nhau, để làm sao mong sao gột được những cái phiền não, chấm dứt được những cái phiền não, mới giải thoát ở trong tương lai. Thì điều đó có nghĩa rằng rất cần thiết ở trong đời sống. Còn dòng đời thì có nghĩa rằng nó trong cái dòng lẫn quẩn, là khi mà mình hướng đến bất cứ một cái gì hiện hữu ở trong cái đời, khao khát do tham ái, tôi nghĩ rằng cái đó nó dễ dàng dẫn cho người ta đến cái khổ đau lẫn quẩn hoài, không những ở trong kiếp này mà nó còn tái hiện ở trong tương lai nè, ở trong kiếp tương lai nè. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng cái khao khát là động lực khiến cho người ta thành cái gì đó. Nhưng mà nếu mà mình mong muốn đạt được cái sự giải thoát thì mình phải thực hiện những cái thực hành những cái thiện pháp khác nhau để gột sạch phiền não, để đạt được cái tốt, thì điều đó cần. Còn nếu mà mình mong muốn bị chứa chấp, để chứa chấp dính mắc ở trong phiền não thì nên cần loại bỏ. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà tường tội vừa nêu. Con thấy cũng hết giờ rồi, bây giờ chắc có lẽ là con nhường lời lại cho thượng tọa để thượng tọa đúc kết. Sa thú, cái trường thượng tọa pháp tân. Thưa quý vị, có một điều chúng tôi muốn nói sau cùng trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay là đau khổ là một đề tài lớn, và nếu đau khổ là đề tài lớn thì cái nhân sanh khổ cũng là một đề tài rất lớn. Rất tiếc là đôi khi chúng ta học Phật pháp, chúng ta chỉ nói đơn thuần là ái dục là nhân sanh khổ mà thôi, chúng ta không suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà nói đơn giản như vậy thì thưa quý vị, không cần Đức Thế Tôn tu bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, ở dưới cội bồ đề ngài mới nhận thấy rằng đó là cái người đã xây dựng cái ngôi nhà sanh tử, cái thân sanh tử này, và đó là sự khám phá rất lớn chứ không đơn giản. Một cái sự khao khát, một cái khát ái mà không gì có thể thỏa mãn được, một đề tài rất lớn trong cuộc sống. Ba thứ là dục ái, hữu ái, hữu ái đều là những đề tài mà chúng ta cần phải nghiền ngẫm hàng ngày, đừng nghĩ là quá đơn giản. Thật ra hiểu theo ngôn ngữ, hiểu theo cách lý luận thì chúng ta nghĩ rằng mình hiểu hết, nhưng mà thật sự chưa hiểu hết, cho đến khi nào mình thấy được ở chính cái thân tâm của mình đó là một cái căn bệnh trầm kha, một căn bệnh không có dễ để chữa, thì chúng ta mới thật sự là đến gần với lời Phật dạy về điểm này. Kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma, kính trưng chư vị giảng sư đã vào trung trình thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành.
Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn bi ớt xương công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa ti lo cam di ye sa ta chi van ta.